Xin chào quý vị và các bạn quay lại với kênh Mang Thành Nhà Mới. Hôm nay thì Thành mang đến cho quý vị và các bạn một căn nhà nằm trên trục đường 18B quý vị nhé. Trục đường 18B. Thì căn nhà này có diện tích ngang 4 và dài 12m. Và đây là một căn nhà mà tối về lòng tiếng. Gia chủ đang rao bán. Hiện tại thì gia chủ đang ở 5 người ở trong nhà này nha mọi người. Thì một con hẻm xe hơi rất là lớn nha. Thành bật mí giá luôn, thì căn nhà này mọi người có tập tiền 3 tỷ là mình đã sở hữu được căn nhà này rồi quý vị ha. Đó, ngang 4 và dài 12m, kết cấu là một trệt, một lửng và 3 lầu. Thì đây là một căn nhà cũ thôi. Thì đồ đạc thì vẫn còn hơi ngổn ngang và đang mong muốn ra nhanh nha mọi người. Đó, thì ai đang có một mức tài chính vừa phải thì có thể là tham khảo thử căn nhà này ha. Ở trục đường 18B thì nối thông từ quốc lộ 1A ra đến đường Mã Lò và đường Gò Xoài quý vị. Xin lỗi quý vị, là đường Miếu Gò Xoài nha. Đó, thì không gian bếp cũng khá là rộng rãi nha. Ở dưới thì chúng ta có một phòng vệ sinh nữa. Rồi, chúng ta cùng di chuyển ở đây không gian gác lửng. Đây, gác lửng thì cũng khá là rộng, tại vì là thiết kế cầu thang ở sau thì chúng ta sẽ chia ra không gian gác lửng làm hai không gian. Đó, đây là một không gian chúng ta có thể sử dụng làm một cái không gian để chúng ta ngồi thư giãn cùng với gia đình. Và phía trước còn một nơi nữa thì chúng ta có thể làm không gian thờ ngay đó cũng được cho mọi người, đó là tùy cái nhu cầu của mình. Hiện tại thì bên chủ nhà đang nuôi một con mèo rất là dễ thương. Rồi, tiếp tục thì mời mọi người di chuyển lên không gian ở trên lầu 1. Cái nhà này thì được ở tầm khoảng gần 1 năm rồi nha mọi người, và đang mong muốn bán nhanh lại ha. Ở lầu 1 thì sử dụng phòng ở trước này thì dùng để con trai ở nha mọi người, con trai của anh chị ở. Đó, ở sau thì hai vợ chồng ở. Rồi, chúng ta di chuyển lên lầu 2. Rồi, tiếp tục lầu 2 thì hiện tại là sử dụng để làm cái kho thôi nha mọi người, chứ không có người ở nha. Nó làm cái kho thôi. Đó, thì để tạm như vậy. Thì nếu mà có khách đến thì cho khách ở đây. Tường nhà thì Thành thấy nó hơi bị mốc chẹ, thì chắc là do không có người ở bữa giờ, anh chị ở cái nhà khác trong cái nhà này thì lâu lâu mới về. Đó, thì muốn bán nhanh căn nhà này thì quý vị đang mong muốn một căn nhà với mức giá này là nhá. Đó, mặt không gian xung quanh căn nhà ở phía trước ha. Rồi, tiếp tục thì chúng ta di chuyển lên không gian lầu trên cùng nha mọi người. 3 tỷ là chúng ta sở hữu căn nhà này rồi, quá dễ dàng luôn nha. Ai mà quan tâm thì liên hệ với Thành nhé. Trên này thì mới nãy trời mưa cho nên là phơi đúng đấy, phơi ở ngoài nhưng mà treo ở trong cho nó chắc, bởi vì trời mưa nha mọi người. Rồi, sân sau. Đó, sân sau mình làm sân phơi ha. Và trước thì chúng ta có một cái sân thượng rất là rộng ở phía trước luôn. Mẫu nhà này thì cũng không phải là mẫu mới, nhưng mà quý vị nào cũng quan tâm đến một căn nhà rẻ với một mức giá thấp nhưng mà diện tích cũng khá là rộng ha, ngang 4 và dài 12 thì liên hệ với Thành nhé. Bây giờ thì Thành xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye mọi người.